Chào cả nhà, hôm nay mình làm một cái video giải trí vui vui ngày cuối tuần. Đó là luộc nồi sắn ăn. Để nhớ lại những ngày thời thơ ấu chuyên ăn cơm độn sắn mới ăn sắn luộc thôi, trừ bữa. Đấy. Đây là một cái rổ sắn nhá, rổ sắn mình vừa luộc chín nhá. Gồm có này, rổ sắn này, sắn luộc này. Sắn luộc này rất là ngon, bở rất là ngon này. Trắng tinh luôn đấy nhá, sắn luộc này, củ to này, củ to chưa đấy, củ siêu to luôn các bạn nhé. Đấy, cái thứ hai nữa là đường để chấm sắn, và này muối vừng chấm sắn nhá. Đấy, muối vừng chấm sắn ngon lắm các bạn. Đấy, sắn về để dựng đứng để cho nó róc nước nhá. Đấy, mời cả nhà nhé, mời cả nhà ăn sắn chấm đường muối vừng nhé. Giới thiệu cả nhà, hôm nay mình sẽ làm món cơm độn sắn nhá. Mời cả nhà ăn cơm độn sắn nhá. Cách nấu cơm độn sắn cực ngon luôn.
Bắt đầu nhóm lửa luộc sắn nhé cả nhà nhé. Đấy, sau một thời lúc khoảng 30 phút nhé, 30 phút luộc thì giờ sắn chín rồi nhá cả nhà nhá. Đấy, mở vung ra xem. Úi rồi. Bở chưa? Nồi nồi sắn siêu ngon luôn. Quay lại đằng sau để cái bụng ở đằng sau. Nồi sắn ngon chưa? Đấy, đang sủi đấy các bạn ơi. Ôi, sắn bở quá. Nóng cùng cái này. Ủa, đủ quá. Ngon chưa? Sắn luộc ngon chưa? Rất là bở luôn. Ui, nóng quá. Bở quá cả nhà ơi. Ui, nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá. Thử nhá. Không quá. Vừa bở vừa thơm nhá. Sắn này siêu bở, siêu thơm. Ngon quá. Tạo nhiều. Trắng phau luôn. Wow. Bở nghẹn cổ luôn. Đấy, sắn nếp nhá. Sắn này trồng ở đất Ba Vì Hà Nội nhá. Làm bữa sắn luộc tuyệt vời. Ngon quá. Ba đổ vào nước đi. Đổ nước vào trong. Thôi.
Trưa nay làm một bữa buffet sắn luộc nhá cả nhà nhá. Buffet sắn luộc nhìn này thôi, ngon lắm. Toàn củ to. Chúng nó lại đứa nó, nó bảo mẹ đục sắn đâu kia, nó bảo đưa mẹ đục sắn. Toàn củ to. Củ to chưa? Ngon quá. Để khô ráo nước nhá, ăn cho nó bở. Đấy, bây giờ mình tiến hành ăn sắn luộc các bạn nhé. Sắn luộc thì có hai cái loại chấm, đây là muối vừng, vừng giang thơm phức. Thế cái thứ hai nữa là đường đỏ, chấm với đường đỏ nhé. Đấy, các bạn thích chấm bằng cái gì cũng được. Đấy, bây giờ mình tiến hành ăn nhé. Đấy, mình sắn này, ui sủi bở, trắng phau phau này. Lúc luộc sắn thì đã cho thêm một ít muối rồi, thì bây giờ có thể là ăn không cũng được và chấm cũng được. Mình chấm muối vừng trước. Chấm muối vừng trước. Rồi. Nhìn này, chất lượng chưa? Thơm nước mũi luôn. Đấy. Ngon quá. Bở xít hết cả cổ. Ấy chấm muối vừng nhá. Đấy. Vừa thơm vừa ngon. Đấy. Chấm muối vừng. Ngon quá. Bây giờ tiếp theo mình sẽ ăn sắn chấm đường nhé. Review các bạn ăn sắn chấm đường. Đấy, đây là đường. Đường đỏ nhá. Đường đỏ ăn lắm ngon. Đấy. Ngọt. Đây các bạn ơi. Thấy chưa? Quá ngon luôn. Ngon quá.
Cảm ơn các bạn đã xem video hướng dẫn cái cách luộc sắn với cả ăn sắn chấm đường chấm muối vừng của mình nhá. Mọi người nhớ xem kênh, nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Video mang tính chất giải trí vui vui tí ngày chủ nhật. Cảm ơn mọi người đã xem video.